cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cáo buộc họ vi phạm bao gồm trộn hàng tỷ đô la tiền mặt của khách hàng với một công ty thương mại riêng biệt thuộc sở hữu của giám đốc điều hành. 13 cáo buộc dân sự được Ủy ban chứng khoán và giao dịch đệ trình vào thứ hai là đòn pháp lý mới nhất đối với Binance và giám đốc của họ, Trang Peng Chao, sau khi một cơ quan tài chính khác của Hoa Kỳ đã kiện vào tháng 3. Các cáo buộc bao gồm điều hành các sàn giao dịch chưa đăng ký, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ, cũng như trình bày sai các biện pháp kiểm soát và giám sát giao dịch trên nền tảng Binance tại Hoa Kỳ. Từ giữa năm 2018 đến giữa năm 2021, tập đoàn đã kiếm được ít nhất 11,6 tỷ đô la doanh thu, đơn khiếu nại của SEC cho biết. SEC đã cáo buộc Binance và Chao có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép các quỹ được hợp nhất hoặc định tuyến lại, với hàng tỷ đô la được gửi đến một công ty kinh doanh tài sản tiền điện tử được thành lập tại quần đảo Virgin thuộc Anh, do Chao sở hữu có tên là Merit Peak Limited. Tài sản cũng bị cáo buộc chuyển sang một thực thể riêng biệt do Chao sở hữu và kiểm soát Sigma Chain, mà SEC cho biết đã tham gia vào giao dịch thao túng, làm tăng khối lượng giao dịch của nền tảng Binance US. Gary Gensler, chủ tịch SEC cho biết, thông qua 13 cáo buộc, chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Chao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ thông tin và trốn tránh luật pháp một cách có tính toán. Binance.com, nền tảng giao dịch nước ngoài của Binance, cho biết họ thất vọng và thất vọng trước hành động của SEC, đồng thời nói thêm rằng mặc dù họ coi trọng các cáo buộc của cơ quan quản lý, nhưng họ không nên là đối tượng của hành động thực thi của SEC. Binance US gọi vụ kiện là vô căn cứ. SEC cáo buộc rằng, mặc dù Binance và Chao tuyên bố công khai rằng các khách hàng Hoa Kỳ đã bị cấm truy cập vào Binance.com, nhưng họ đã lật đổ các biện pháp kiểm soát của chính họ để bí mật cho phép các khách hàng hàng đầu của Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng này. Gopi Grevan cho biết, chúng tôi cáo buộc rằng Chao và các thực thể của Binance không chỉ biết các quy tắc của con đường, mà còn chọn cách trốn tránh chúng một cách có ý thức và khiến khách hàng cũng như nhà đầu tư của họ gặp rủi ro, tất cả đều nhằm nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận của chính họ, Gopi Grevan, giám đốc bộ phận thực thi của SEC nói. Theo đơn khiếu nại của SEC, giám đốc tuân thủ giấu tên của Binance vào năm 2018 đã nói với một đồng nghiệp, chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ, anh bạn. Hành động của SEC diễn ra vài tuần sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, cơ quan quản lý thị trường phái sinh, vào tháng 3 đã đệ đơn kiện Binance, tuyên bố rằng họ đã phục vụ bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ. Và phần lớn khối lượng giao dịch và lợi nhuận được báo cáo của họ đến từ việc chào mời rộng rãi và tiếp cận với khách hàng Hoa Kỳ. Sari Cooper, cựu giám đốc CFTC cho biết, việc chiến đấu với hai cơ quan quản lý mạnh mẽ cùng một lúc sẽ tốn thời gian và nguồn lực quý báu, và chắc chắn Binance sẽ cảm nhận được tác động. Cũng trong tháng 3, Financial Times tiết lộ Binance từ lâu đã tuyên bố là không có trụ sở chính thức, đã che giấu các liên kết rộng rãi với Trung Quốc trong vài năm. Một tháng trước đó, các nhà quản lý ở New York đã ngừng phát hành thêm stablecoin mang thương hiệu Binance, một loại mã thông báo kỹ thuật số cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử di chuyển nhanh chóng vào và ra khỏi thị trường. Trước khi ngừng hoạt động, đồng tiền có tên BUSD này chiếm khoảng 40% khối lượng giao dịch của Binance. Theo Financial Times, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.